các nhà thiên văn học tại Viện Công nghệ Massachusetts gần đây đã công bố cái nhìn toàn cầu đầu tiên về bầu khí quyển của một hành tinh ngoài hành tinh trong Nature Astronomy. Bằng cách lập bản đồ nhiệt độ của ngoại hành tinh trên bề mặt của nó và ở các độ sâu khác nhau trong bầu khí quyển của nó, các nhà thiên văn học có thể bắt đầu hiểu các chu kỳ toàn cầu của vật chất và năng lượng trong khí quyển ngoại hành tinh. Ngoại hành tinh WAP-121b được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2015, nằm cách trái đất khoảng 850 năm ánh sáng hoặc 5/4 triệu dặm. Là một phần của lớp ngoại hành tinh được gọi là sao mộc nóng, hành tinh khí nằm trên quỹ đạo gần xung quanh các ngôi sao mẹ của chúng, chỉ cách nhau một vài đường kính sao. WAP-121b nặng hơn 20% so với sao mộc và có đường kính lớn gần gấp đôi. Hành tinh này có một trong những quỹ đạo ngắn nhất từng được phát hiện, hoàn thành một quỹ đạo trong 30 giờ, nhớ lại. Trái đất mất 365 ngày để quay quanh mặt trời. Ngoài ra, WAP-121b được khóa gọn gàng hành tinh yêu cầu cùng một khoảng thời gian để quay quanh ngôi sao chủ của nó khi nó cần quay một lần trên trục của nó, có nghĩa là một mặt của hành tinh sẽ luôn đối mặt với ngôi sao, vĩnh viễn trải qua ban ngày và quá nóng bầu khí quyển của bán cầu này. Các quan sát về phía ngày và đêm của WAP-121b trong suốt hai quỹ đạo đầy đủ đã thu được bằng kính viễn vọng không gian Hubble của NASA, đưa ra manh mối về nhiệt độ và thành phần của khí quyển trên hành tinh này. Nhóm nghiên cứu đã chú ý đến các đặc điểm cụ thể trong quang phổ chỉ ra sự hiện diện của hơi nước, cho phép họ lập bản đồ các đặc điểm này đã thay đổi như thế nào trong suốt quỹ đạo của hành tinh. Trước đây, điều này đã được thực hiện đối với phía ban ngày của nhiều hành tinh ngoài hành tinh. Nhưng phía ban đêm của các hành tinh được khóa cẩn thận này mờ hơn nhiều, và do đó, việc lấy dữ liệu khó khăn hơn nhiều. Nhóm nghiên cứu đã có thể có được cái nhìn rõ ràng nhất về mặt tối vĩnh viễn của một hành tinh ngoài hành tinh cho đến nay. Các cấu hình nhiệt độ này được đưa vào các mô hình máy tính trong khí quyển để cho nhóm nghiên cứu biết những hóa chất nào có nhiều khả năng tồn tại nhất trong bầu khí quyển của hành tinh. Nhóm đã sử dụng dữ liệu để nghiên cứu cách nước luân chuyển giữa ban ngày và ban đêm, trở thành lần đầu tiên các nhà thiên văn học có thể nghiên cứu chu trình nước hoàn chỉnh của một hành tinh ngoài hành tinh, phát hiện ra rằng nó kỳ lạ hơn nhiều so với chu trình nước trên trái đất. Trên trái đất, nước liên tục thay đổi trạng thái vật lý, băng rắn tan thành nước lỏng, nước bay hơi thành khí, sau đó ngưng tụ thành giọt tạo thành mây, các giọt này lớn dần thành hạt mưa, rơi xuống bề mặt trái đất và chu trình lại bắt đầu. Vào ban ngày của WAP-121b, nước bị tách ra thành các thành phần nguyên tử của nó do nhiệt độ rất cao, 3000 K. Sau đó thổi xung quanh vào ban đêm bởi những cơn gió do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa hai bán cầu gây ra. Về mặt tối, nhiệt độ lạnh 1.500 K cho phép các nguyên tử hydro và oxy tái kết hợp thành các phân tử nước, nhưng nhiệt độ quá cao để hình thành các đám mây nước, chưa nói đến mưa. Thay vào đó, các đám mây làm bằng kim loại, ví dụ như sắt corundum, một khoáng chất tạo nên hồng ngọc và ngọc bích, hình thành. Những đám mây kim loại này sau đó được thổi ngược về phía ban ngày để chu kỳ bắt đầu lại. Nhiệt độ cao trong ngày làm bốc hơi các kim loại, có khả năng tạo ra những cơn mưa kỳ lạ không giống như bất cứ thứ gì chúng ta trải nghiệm trên trái đất, chẳng hạn như đá quý lỏng từ những đám mây kim loại này. Nhóm đã được trao thời gian trên kính viễn vọng không gian James Webb để hiểu thêm về thời tiết trên WAP-121b. Những đám mây kim loại này sau đó được thổi ngược về phía ban ngày để chu kỳ bắt đầu lại. Nhiệt độ cao trong ngày làm bốc hơi các kim loại, có khả năng tạo ra những cơn mưa kỳ lạ không giống như bất cứ thứ gì chúng ta trải nghiệm trên trái đất, chẳng hạn như đá quý lỏng từ những đám mây kim loại này. Nhóm đã được trao thời gian trên kính viễn vọng không gian James Webb để hiểu thêm về thời tiết trên WAP-121b. Những đám mây kim loại này sau đó được thổi ngược về phía ban ngày để chu kỳ bắt đầu lại. Nhiệt độ cao trong ngày làm bốc hơi các kim loại, có khả năng tạo ra những cơn mưa kỳ lạ không giống như bất cứ thứ gì chúng ta trải nghiệm trên trái đất, chẳng hạn như đá quý lỏng từ những đám mây kim loại này. Nhóm đã được trao thời gian trên kính viễn vọng không gian James Webb để hiểu thêm về thời tiết trên WAP-121b. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!